Làm chưa? Giải ra được chưa? Giải được chưa? Ủa chơi bên đây nè. Mày mà mập á. Mày mập. Rồi thôi, ai mập hơn? Mày. Tao chưa. Ồ, tao thi vô chiến mày. Cháu em anh. Cháu đó, cháu mà triển con cậu hay lộn cháu mà ra lộn. Con lộn gì mà. Nó bỏ quay. Tao chơi mấy tiếng rồi chơi. 5 tiếng. Thẳng nè. Xây nó bỏ bảy đất không biết đất thì ai đi. Cái tí mình đi lộn hay là nó sao quên lộn cỡ. Ai đâu mà. Cái này có sang em. Đây dư một chữ R đây rồi. Cái này bỏ nè. Xong chưa bây giờ về. Về chùa. Quay về chùa. Về chùa xuống dưới trang. Hey, go to Pagoda in Long Thọ. Go to in Pagoda Long Thọ. Chào thiên bờ, chào ngày thiên bán quán có được khúc ta. Có ai quên cặp không? Xem mô phải coi lại. Có bạn nào quên cặp không? Có bạn nào quên? Có bạn quên cặp. Sắp đây cho nói em chứ chứ. Cậu này chị Hiền là mang cái đường sống ta. Thấy câu vừa vô nghĩ cũng đợi. Tao kiểu cầu giải thoát đó mà để có giải thoát đó mà không có suy nghĩ không có lưu động. Để cái đội sen nào mà nó thông minh đó nha. Còn kia nó giải có bốn chữ là tinh tấn cầu giải cái đó lụi giải thoát luôn còn nó cầm nó giải nữa nó đưa luôn rồi. Tôi chào tắt. Đón hả? Giải được bốn chữ. Phương pháp là luận si cũng hay chứ bộ. Giải được bốn chữ đón chữ cuối khỏi tốn thời gian. Còn trong khi bên kia thì giải ra được 5 chữ. Làm trắc nghiệm mà là cho phương pháp luận si vậy cũng hay đó. Vậy đi đâu nữa? Dạ chặng đây chặng cuối cùng là xong rồi. Trời chỗ này nắng. Nắng mấy đứa chắc chết luôn. Nắng non quá, cho mấy đứa đây vô chợ kìa. Cho mấy đứa tập trung vô chợ đó. Đứa nào nhìn đói giỏi nhất? Ủa dắt đi đâu vậy? Nó dắt với nhau đi đâu vậy? Nhìn lên mặt thư tao giấu nó mà tiền con gái nó chứ. Đồ điện rồi á, đi lên. Đó. Nhà má nó một cái gì đó.
ra chơi thuyền không? Xe nào có biết tiền khi nó vậy nhá. Dạ chị hỏi chị hiểu. Tay lên từ mày tay đây. Lấy 500 bánh vé nha. Sí. Nước lấy chai nước thì còn có uống, có uống rồi đó, chai đó ở ngoài á, ở ngoài thường xuyên á đó, chai đó đó, nước ăn uống rồi kệ, uống hết dục chai luôn. Của ai á? Của anh nào á? Ủa anh làm cho hả? Ừ. Rau ngoài nắng. Rau khác hả? Chọn chút rồi về chùa uống. Ê nhìn ra nằm ngoài nắng. Ơi tội ghê. Nó sao chơi ngoài nắng luôn hả? Nó mà nó tạo màu. Anh em thấy trời nó nằm chú. Trời ơi nằm dưới mát. Cái đó hơi khó. Mấy anh này họ không chịu.
xin họ cái gì?